nghi vấn thua lỗ, Thor Dream Bình Tân thanh lý máy tập ra đi mãi mãi. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của CEO Di Nguyễn đã gây xôn xao cộng đồng fan và khách hàng tập luyện tại Thor Dream Bình Tân khi đăng dòng trạng thái quyết định tuyển một số thiết bị tập luyện tại cơ sở này. Điều này khiến mọi người đặt ra nghi vấn, Thor thua lỗ, Di Nguyễn phải thanh lý máy tập ra đi mãi mãi. Vậy thực hư thế nào? Liệu Thor có đang đứng ở trên bờ vực phá sản hay không? Lý do CEO Di Nguyễn tuyển thiết bị ra đi mãi mãi. Dòng trạng thái của CEO Di Nguyễn kèm hình trên trang cá nhân của mình có nội dung: do Bình Tân diện tích nhỏ nên mình định tuyển hai máy bên dưới ra đi mãi mãi để đem những máy khác về hiện đại hơn, không biết khách hàng và nhân viên có ý kiến gì không. Theo đó, diện tích Bình Tân nhỏ, Duy Nguyễn cố tình chơi chữ, nói ngược để nhấn mạnh sàn tập Thor Dream cũng tất đất tất vàng như đất Sài Gòn. Mỗi mét vuông Thor đều phải suy nghĩ xem lắp đặt thiết bị máy tập sao cho xứng đáng với phòng gym triệu đô. Cụ thể, bộ barbell và ghế đẩy ngực dưới Thor đã không còn đủ đẳng cấp và giá trị để chiếm một phần nhỏ không gian Thor Dream, mặc dù thiết bị vẫn còn mới, đẹp và vững chắc. Đây chính là nét ấn tượng khi đến với Thor Dream Center. Tất cả máy móc thiết bị trong phòng đều có độ bền đáng kinh ngạc. Các bạn có còn nhớ về câu chuyện những chiếc máy Thor Leverage cũ và mới hồi tháng 7 năm 2020 hay không? Chúng giống nhau gần như 100%, mặc dù đã được sử dụng suốt 4 năm với tần suất khách tập luyện liên tục. Nhưng Duy Nguyễn là vậy, luôn đổi mới, nâng cấp để đúng với định hướng của anh và BBT là nâng tầm gymmer Việt. Lần cắt giảm thiết bị này của anh để tạo thêm không gian phòng tập, nhường không gian phòng lại cho các thiết bị đẳng cấp hơn nữa. Di Nguyễn quyết định thay đổi và loại bỏ những thứ không còn phù hợp với giá trị của thương hiệu Thor, thay vào đó là những thiết bị đến từ nhà sản xuất Tup với khoảng 50 năm trong ngành máy thể hình nổi tiếng tại Mỹ. Có thể nói, đây là sự thay đổi về thương hiệu xứng tầm thương hiệu. Khách hàng không khỏi vương vấn máy cũ Thor. Sau khi CEO Di Nguyễn đăng tải dòng trạng thái tuyển thiết bị, đã nhận được rất nhiều ý kiến từ phía khách tập Thor. Bên cạnh những bình luận đồng ý, cũng xuất hiện không ít những ý kiến đóng góp phản ứng không chấp nhận việc tuyển thiết bị đi mãi mãi của CEO BBT. Bởi vì những thiết bị tại Thor đã gắn bó với khách tập trong suốt thời gian tập luyện, những thứ thân thuộc thì khó lòng buông bỏ là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, hầu hết hội viên đều vui và bất ngờ khi biết sự thật về quyết định mới của CEO Di Nguyễn. Đổi mới để hoàn thiện, nâng cấp để khẳng định tầm cao mới của Thor Dream Bình Tân nói riêng và toàn bộ hệ thống Dream Center nói chung. Đăng ký tập luyện ngay tại Thor Dream để trải nghiệm máy tập đỉnh cao top đầu tại Việt Nam và hàng loạt dịch vụ chất lượng cao khác. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể liên hệ tại tổng đài 1900 2050.